Vâng, chào các bác đến với kênh Chuyên Xe Đạp. Và hôm nay em giới thiệu bác một mẫu xe mang thương hiệu của Canada, Volat. Vâng, mẫu này là bên em là mới về, chuyên dòng địa hình đổ đèo, thương hiệu của Canada, Volat, rất là nổi tiếng các bác nhé. Vâng, xe cấu hình rất khủng, đồ đạc đều rên, những trục rỗng, giá thành tốt nhất trong tầm giá. Vâng, bây giờ em sẽ nói tổng thể chi tiết của chiếc xe. Vâng, xe có tông màu trắng, điểm chỉ là những cái đường xanh, đen, rất là nổi bật. Xe còn rất là mới đó nhé, trên tầm 90% xe. Đây là một mẫu thương hiệu đến từ Canada. Đây, Volat, đây là tem đỏ, tem châu Âu. Tổng thể xe rất còn rất là sáng và bóng. Xe làm từ hợp kim nhôm. Đằng sau xe này các bạn nhìn rất là thon gọn. Đây là một mẫu xe địa hình đồi núi, đổ đèo. Đây là website chính hãng của Volat, các bác có thể lên trên mạng tham khảo thêm. Mẫu xe này rất là lạ đó nhé. Đây là một mẫu xe đến từ Canada lần đầu tiên em mới về. Volat BK Editor. Xe có khung size 17, rất là size tầm 45. Thích hợp cho bác cao từ 1m6 đến 1m7. Và những cái chặng đổ đèo cung hình đồi núi, những quãng đường nhỏ thì những dòng xe này rất thích hợp cho các bác đi nhé. Tất cả là đồ đạc nguyên theo xe, nguyên bản, cổ phốt và di đông đều là của Volat hết. Đây, tổng thể xe còn trên 90%. Tay lắm cao su, bằng tay lắm cao su này thì rất là êm lắm nhá, cầm rất là dễ chịu xe. Đây, tay lắm cao su này nó tương tự như dòng của Gian. Xe được trang bị với cấu hùng rất là khủng, DOD, Shimano DOD. Vâng, gần như là dòng địa hình chuẩn trùng cuối của dòng địa hình rồi. Trên Alivio, Antut, Aceda và Fluey. Đây, ghi đông cũng là của Volat đó nhé, còn rất là mới. Tất cả là toàn bộ theo xe chính hãng luôn. Bên này là cũng là bên đĩa, cũng là Shimano DOD chính hãng. Đây là một mẫu xe rất lạ bên em mới về, của thương hiệu Canada, địa hình đổ đèo Volat. Các bác có thể lên trên mạng tham khảo thêm. Xe được trang bị với bộ phanh dầu thủy lực sóc Volat chính hãng. Và đặc biệt là may ơ cũng nguyên bản theo xe, cũng là của thương hiệu Volat các bác nhé. Toàn bộ là xe chính hãng của Volat các bạn. Đây là lốp các bác đây, lốp gai xe tăng. Và những video trước em đã nói thì những cái lốp bề mặt lốp thì những cái đường gai lổi rất là to, là những cái dòng lốp mà chuyên đi những địa hình đồi núi. Vâng, rất là êm và bon, lốp còn rất là mới. Xe được trang bị với đùi đĩa trục rỗng, đùi đĩa nhôm, bê đan hiệu Wigo vi vòng. Củ đà Shimano DOD. Vâng, những cái dòng địa hình đồ DOD là gần như là trùng cuối của dòng địa hình rồi.
Xe được trang bị với 10 tầng lip, 3 đĩa cho bộ chuyển động của xe 30 tốc độ. Vâng. 30 tốc độ full xe dòng địa hình. Đấy, các bạn có thể thấy rõ một dòng địa hình chuyên đổ đèo đâm ba cần những cái cấu hình nó rất là cao cấp. Đây là Mayer sau cũng là của chính hãng Volat các bác nhá. Ngay cái dây của nó, dây đề cũng được làm rất là tỉ mỉ và được làm từ hãng của dây Shimano. Dây củ dầu sóc. Đây là một mẫu địa hình đổ đèo của Canada Volat. Các bác ở đây trên mạng là tham khảo thêm. Toàn bộ là đây, cọc yên và yên xe là của nguyên bản theo xe, Volat cũng là của chính hãng. Bên trên thì có một vài vết sần nhưng mà nó là nguyên bản nên em để nguyên chứ không thay. Sử dụng vẫn còn rất là tốt các bác nhá. Đây, nó chỉ có một vài vết sần nhỏ bên đằng trước này. Đây các bác này. Và bên này nhưng mà vẫn hoạt động bình thường, rất là tốt, nên em để nguyên chính hãng theo xe. Vâng, bây giờ em đi chi tiết hoạt động của xe. Vâng, bây giờ là chi tiết hoạt động của xe này các bác ơi. Lên lip này. Đấy, các bác thấy rõ, rất êm và mượt trơn run. Những cái dòng địa hình mà có cái cấu hình đâu thì rất là khủng đó nhá, xuống lip này. May hơn là chính hãng của Volat. Xích và lip còn rất là mới các bác nhá. 10 lip và 3 tầng đĩa. Vâng, bây giờ em xin chỉ động vào bên đĩa này. Xuống đĩa này. Lên đĩa. Vâng, rất êm và mượt, hầu như không một lỗ nhỏ chi tiết nào cả. Và đây là website chính hãng của dòng Volat các bác nhá, có thể lên trên mạng tham khảo thêm. Một mẫu địa hình mới về bên em, chính hãng Volat của thương hiệu Canada, có giá rất tốt trong tầm giá các bác nhé. Vâng, em vừa giới thiệu đánh giá qua tổng thể chi tiết chiếc xe Volat địa hình chuyên đổ đèo chính hãng của Canada. Vâng, xe cấu hình rất là khủng các bác nhé. DOD 10 tầng lip, 3 đĩa, bù đĩa chụp rỗng. Vâng, xe bên em có giá rất là tốt, bên em có giá là 6,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975 709 943, hoặc lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký theo các kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai. Vâng, bên em bán cũng ở đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật. Đây các bác thấy, rất nhiều đồng hồ. Các bác nào quan tâm thì lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, ấn đăng ký kênh và theo dõi kênh để xem chi tiết hơn. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai.